cổ anh đúng không? Ở đâu mà anh đi ra ngoài này hút thuốc này? Không đeo khẩu trang này. Ở trong nhà vào vừa đi ra ngoài đổ rác thôi mà. Đổ rác không đeo khẩu trang này. Ngồi ngoài phố này khẩu trang không đeo. Cửa nhà em đây mà. Cửa nhà anh thì anh đứng trước cửa nhà anh ra hẳn ở ngoài đường đây. Đâu đầu ngõ nhà em thôi mà. Đây đây đây. Khẩu trang anh đâu? Đây khẩu trang anh đâu? Em đi ra vứt rác thôi mà. Vứt rác còn ngồi hút thuốc. Đây anh em ra vứt ra lấy cái anh. Không vứt rác này không được. Đây đã không đeo khẩu trang. Nhá. Đi ra ngoài ngồi ở ngoài không được, anh không chấp hành công tác phòng dịch. Em phải em lấy khẩu trang em đeo rồi thôi mà. Đây tôi nhìn thấy đây cho anh khẩu trang rồi. Đây mời anh lên phường. Mời anh đi lên phường. Mời anh lên phường giải quyết. Lên lên. Lên tường trình ạ. Sao ngồi ở đây ạ? Được rồi, bây giờ tôi yêu cầu anh lên phường, anh cứ chấp hành đi, chúng tôi sẽ xem xét nhá. Nhá. Đi lên đi lên. Có cần vào lấy giấy tờ không ạ? Gọi người nhà mang lên, tí mang, hơn tôi cho anh cho bảo người nhà mang tặng cái áo ra đây. Với lại mang số nhà anh số bao nhiêu? 468. Nam vào bảo đây.